vụ việc chính xác về quân nhân Trần Đức Đô như sau. Năm 2021, thanh niên Trần Đức Đô đã viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, trước sự việc xảy ra 1 tuần, Đô được chuyển đến Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường quân sự quân khu 1, đóng quân tại địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để huấn luyện, đào tạo tiểu đội trưởng. Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 2021, binh nhì Trần Đức Đô được đơn vị phát hiện trong tư thế treo cổ tự tử tại đồi cây sau dãy nhà vệ sinh của thao trường khi đại đội đang tổ chức huấn luyện ngoài thao trường. Sau khi phát hiện sự việc, quân y đơn vị đã sơ cứu, cấp cứu tại chỗ và báo cáo về nhà trường. Sau đó, quân y nhà trường có mặt dùng xe cứu thương chuyển Đô đến bệnh viện Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, dù đã tận tình cứu chữa, nhưng quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong. Từ 20 giờ đến 24 giờ ngày 28 tháng 6, lực lượng chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm không phát hiện có tổn thương do tác động của ngoại lực. Sơ bộ ban đầu xác định quân nhân Trần Đức Đô tử vong trong tư thế trèo cổ. Trước sự việc trên, chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã cử một đoàn công tác do Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn. Trường quân sự Quân khu 1 cử một đoàn công tác do Đại tá Đặng Đình Bôn, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn trực tiếp về gặp gỡ gia đình, địa phương, thông báo vụ việc, động viên, giúp đỡ gia đình và thực hiện công tác chính sách, tổ chức tang lễ cho quân nhân Trần Đức Đô.